khoái ăn rau muống lắm ạ. Cá hồng phát tài này. Nói chung là lúc trước mình có cá tư tượng nữa, mình thả cá tư tượng xuống dưới kia rồi. Còn có hai em này với mấy cá bể mặn của mình này. Đó, nó ăn á. Lẹ lớn ghê mà. Mà sao cái con kia nó nhỏ xíu à? Con này cũng lớn thôi. Con này giống có tí hơn rồi đó bạn. To lắm, tại mình quay video này. Nó thấy nó ấy, nó nằm ấy. Nói chung cái dòng này cũng dễ nuôi. Nước xả phong tên mà nó ấy không mà nó không sao. Mấy con cá gần 20 con cá chép coi của mình nó đi hết trơn luôn, nó không sao hết. Mấy con kia chắc cỡ 4-5 lạng nửa ký. Ông này là hơn ký nè, to gấp đôi con đó luôn à. Mà trong khi đó nó còn cỡ. Cái đầu nó u lên. Rau muống dế rồi dục xuống rồi bay đớp liền rồi. Có cá nó thả mấy con cá gì ta, cá ba màu fulgon nó màu vàng nó xuống đây nó cắn hết rồi bạn. Còn cá ba màu này đen đen này nó chịu ở, còn để cá ba màu mà vàng vàng là nó cắn hết rồi, ngộ đời. Mà màu đen thì nó chịu, nó không có ăn. Mình có lọc nước cho nó, cứ ngày hai ngày nước nó ấy cho mình lọc lần ăn rau muống. Thôi xin chào các bạn nha. Bye.